Dạ, và để liên tục chương trình, Võ Ngọc Quyền xin phép cùng với nam nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm sớm mến được quý vị lớp trích đoạn được mang tên Máu Nhuộm Sơn Chùa. Dạ, xin cùng tình thức ạ. Trai đẹp tặng bông cái quên lời luôn. Dạ. À, dạ vâng, và trước khi tạm biệt mọi người, Võ Minh Lâm và Chu Vàng Ngọc Quyền sẽ đến quý vị một lớp trích đoạn rất là nổi tiếng được mang tên Máu Nhuộm Sơn Chùa, mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh có biết rằng ngày mai đây em sẽ là cô dâu mới, mình sẽ không còn được gần nhau nữa. Tâm ca, ngàn cánh này ngàn thu tiếng sầu. Đạp sương hàng gió tuyết trở về đây. Để làm chi? Để kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện? Phải. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện thương đau của một kẻ đau trần. Đêm qua tôi có về nhà nơi họ hẹn cũ, Thì mới hay người con trai ấy đã sang sông. Thôi, ông đừng nói nữa, chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào bà dừng chân nơi là ai? Bà ơi, chỉ như tôi
bên đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời xa không bỡ ngỡ mặn sông hồ. Một lần sau cuối già để gắn cho nhau trong giây phút tàn.
hết. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.